có 3,7 triệu bạn trẻ, và ông được ban tổ chức mời để nói chuyện với những trẻ. Còn với chủ tịch Lula, tổng thống hai nhiệm kỳ của Brazil và là vị tổng thống được yêu mến nhất trong suốt lịch sử của đất nước này. Còn từ cuối sáng nay chúng ta đã chia tay nhóm mặt và chúng ta đã thảo luận với nhau, nên xin buổi đó là một phút để tổng kết. Bây giờ xin Hạt Đức Tấn cử người đại diện lên để trình bày về cái nội dung về sẽ thảo luận đó. Hạt Đức Tấn phụ trách đi ban tiếp tân hồng ngoại. Chúng ta thảo luận thế nào thì xin cho người đại diện kết quả. Xin mời Hạt Đức Tấn. Đại diện Hạt Đại học Việt Nam, Hạt Đức Tấn, 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 Hạt